Em Mạnh Lợn Rừng Lợn Bản xin chào toàn thể bà con trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay em xin làm cái video chia sẻ là tại sao nuôi heo rừng lại lỗ. Nuôi heo rừng lỗ thì đầu tiên thì mình nói về việc mua con giống đấy. Đấy. Thì con giống thì nếu mà các bác mà nuôi theo mục đích là sản xuất thịt lợn rừng thương phẩm ấy, mà các bác mua giống hàng rừng giặc hay là hàng máu cao ấy, thì cái con giống nó rất đắt. Đấy, hạn như máu cao thì cũng phải 3 triệu 4 triệu rưỡi rồi. Đấy, mà trong khi đó nuôi nó rất chậm lớn nhá. Đấy, nó phát triển rất chậm lớn. Đây như con máu cao này của em đây, 1 tháng rồi thì được khoảng 4 cân, 3 cân rưỡi 4 cân gì đấy. Về cái tốc độ phát triển của nó, máu cao nó rất chậm đấy các bác nhé. Đấy, và đây là cái con lợn rừng con nhé, con lợn rừng con mà lai bố rừng đấy, mẹ bản này các bác. Thì có 23 ngày đấy mà nó đã to hơn cả cái con đẻ 1 tháng ấy rồi. Đấy, đấy cũng là một cái lý do mà tại sao nuôi lợn rừng lại lỗ. Nếu khi mà các bác mua con lợn rừng đó về để nuôi thương phẩm, để hạn như giữa năm các bác mua mà để các bác cuối năm các bác bán ra giá thịt thì nó sẽ lỗ các bạn. Vì nếu các bác bán được giá thì được 120, 130 thì các bác nuôi 6 tháng con lợn đấy giỏi lắm được khoảng 25, 30 cân thì các bác lỗ đấy. Vâng, nên là đầu vào nó cũng là yếu tố quan trọng mà mình mà chưa tìm hiểu kỹ đấy, về con lợn rừng thì sẽ dẫn đến sai lầm và thất bại. Theo thì là về thức ăn thì nếu mà các bác không tận dụng như trồng được cây chuối chẳng hạn, đấy, không trồng được cây chuối này đấy, để làm thức ăn cho con lợn rừng, mà các bác cho nó ăn thẳng hoặc là quá nhiều tinh bột đấy, thì con lợn rừng nó không phát triển như con lợn trắng đâu. Nếu các bác cứ đổ cám vào nó ăn thì nó sẽ lớn rất nhanh đấy, nhưng mà ở cái con lợn rừng thì nó phát triển theo mức độ là đấy thôi, nó không thể nào phát triển càng đổ cám nhiều thì nó càng to nhanh như con lợn trắng đâu các bác nhé. Đấy, về vấn đề thức ăn về con này, về con lợn rừng thì các bác phải nuôi theo thành phần của nó là tỷ lệ thô nhiều tinh ít, đấy thì nó phát triển từ từ thôi các bác. Nếu mà các bác đổ cám như vậy thì kể người ta mua cũng sẽ giá không bao giờ cao được. Đấy, vì nó mỡ và nó không, chất lượng của nó không ngon thì cũng sẽ không bán được giá cao, nên là dẫn đến việc lỗ khi mà cái nguồn thức ăn của mình không chuẩn bị trước. Đấy, mình phải trồng những cái nguồn như ngô này, ngô khoai sắn chẳng hạn, rau cỏ, cây chuối, đấy là mình phải tự sản xuất được. Thì con lợn rừng nó cũng thuộc dạng là con vật nuôi của người nghèo, gọi là lấy công làm lãi các bạn. Về vấn đề tiếp theo nữa là dịch bệnh và thất thoát. Đấy, thì nếu mà các bác mà chăn nuôi con lợn rừng mà mình không tìm hiểu về nó thì dẫn đến việc nó sẽ không lớn, nó èo ọt yếu rồi thất thoát đau bụng này kia, nó hụt con lợn đi thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ tăng trọng của con lợn, dẫn đến việc chúng ta nuôi quá lâu ngày mà trọng lượng con lợn thì lại quá bé. Đấy, khi chúng ta mà bán đàn lợn dừng đi thì sẽ lỗ. Đấy. Vâng, thì về cái vấn đề thất thoát đấy thì là giờ dịch bệnh thì nó biến chủng rất là phức tạp, tai xanh dịch tả, rồi dịch tả châu Phi, dịch tả cổ điển đấy, thì một khi mà chúng ta không lưu ý, không phòng chống được, rồi số mình không may thì dính, thì đúng là không phải gọi là nuôi lợn rừng lỗ mà có khi là mất tất các bác nha. Đấy, nên là rất là
nghiêm trọng nên chúng ta phải tìm hiểu kỹ về cách đề phòng với lại vệ sinh chuồng trại, làm sao giữ được con lợn phát triển tốt. Tiếp tục cái vấn đề là tại sao nuôi con lợn rừng lại lỗ, thì cũng một phần là do giá cả và thị trường các bác ạ. Đấy, thì giá cả về thị trường thì cũng bấp bênh. Đấy, nói chung là quan trọng nhất vẫn là cái yếu tố mà chúng ta chăn nuôi làm sao để cho con lợn rừng nó phải phát triển thật nhanh. Đấy, và đúng thời điểm. Thì chia sẻ với các bác về nếu mà để thời điểm mà con lợn rừng nó được giá nhất thì nó sẽ vào dịp cuối năm giáp Tết và Tết ấy, thì là sẽ rất đắt. Vì khi nhu cầu liên hoan hội nghị tiệc tùng tổng kết đấy, thì nhu cầu cao thì giá sẽ cao. Còn giá cả thì nó cũng sẽ theo thị trường của con lợn trắng. Nó sẽ con lợn trắng xuống thì con lợn rừng nó sẽ xuống, nhưng nó cũng sẽ không xuống đáng kể. Thì tại sao nuôi con lợn rừng lỗ thì là về giá cả thì là có thể là do chúng ta nuôi mà chúng ta không tiếp cận được đến với người mua các bác nhé. Đấy, thì là khi chúng ta bán con lợn rừng ra, ví dụ như giá thị trường của nó là tầm 100, 200, 300, thì khi chúng ta không có đầu ra thì chúng ta sẽ phải bán qua thương lái, người buôn. Đấy, thì họ mua của mình sẽ bị mất khoảng 10 đến 20 giá. Đấy, nên là tại sao chúng ta bán lợn rừng lỗ. Đấy, thì là chúng ta không làm được đầu ra. Đấy, nên các bác nếu muốn làm được đầu ra thì chúng ta phải tự tạo đầu ra cho mình. Đấy, trên việc truyền miệng hoặc là trên các nền tảng xã hội nha. Đấy, thì qua video thì em cũng chia sẻ với các bác về một số việc là tại sao nuôi con lợn rừng lại lỗ. Đấy, lỗ khi chúng ta không nuôi con lợn rừng nó phát triển tốt. Đấy, và lỗ khi chúng ta không làm được đầu ra thị trường. Đấy, thì chúng ta sẽ bị lỗ và chúng ta không tìm hiểu kỹ về các dòng lợn rừng. Đấy, mà chỉ thích dòng đẹp. Đấy, để nuôi. Đấy, nuôi nhưng mà đến lúc bán giá thì giá nó lại không được như giá hàng máu cao mà chúng ta lại phải bán khó bán, dẫn đến việc phải bán theo những cái dòng lợn lai lai thì chúng ta sẽ bị lỗ. Đấy, thì cảm ơn các bác quan tâm về con lợn rừng lợn bản, thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em thì em sẽ chia sẻ nhiều hơn về con lợn rừng lợn bản nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc bà con chăn nuôi luôn luôn thành công nhé.